ở chỗ cầu. Chuẩn bị xuống nước. Trời, thật là êm luôn. Này cho những người người ta xuống là người ta câu tay, có cầu đi ra, hoặc là khi mình cho chiếc bo bo xuống thì mình lấy dây mình cột lại. Nước hôm nay rất là lớn, chị xã đang dè bo bo xuống nước. Từ từ xuống. Đây, bo bo được xuống nước rồi. Giờ anh xã mình dẫn qua bên bản là cột dây. Mình đi xuống với tàu mình đợi. Rất là thuận tiện tại vì mình có cái cầu. Máy neo nè, máy neo điện mình không có, bỏ neo tay ra, nó di chuyển cho mình vòng vòng cái bo bo mình đó. Cái tàu mình là khoảng 4 thước vuông vức đó, nó không có chạy đi đâu hết á. Nó tiện hơn cái neo tay. Hôm nay mình câu ngay cái chỗ mấy cái ống khói là tại cái nhà máy điện đó. Tại hiện tại bây giờ là mùa đông lạnh, thành ra cá nó thích trong nước ấm ấm, thành ra mình đến đây mình câu. Trước khi mình câu là mình phải bỏ bọc mồi kế bên nè, dụ cá lại. Đây coi chừng nó đá gì. Bây giờ mình đã cho tất cả câu xuống nước hết rồi, từ trái sang phải. Bây giờ mình chỉ cần ngồi mình đợi chú cá mắc câu thôi.